Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Netmedia CCTV, chuyên mục kiến thức máy tính. Hôm nay mình sẽ đề cập đến một cái vấn đề Excel. Đó là tạo cái form dùng để thu thập dữ liệu hoặc là điều tra hoặc là thu thập thông tin khách hàng dựa trên cái dịch vụ của Google, đó là Google Sheet. Đầu tiên các bạn vào trang google.com nhé. Cái dịch vụ của Google Sheet này nó hỗ trợ cho chúng ta một cái form dùng để thu thập thông tin rất là hữu ích đó các bạn. Chúng ta vào cái mục chấm 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 này, chúng ta vào cái mục là trang tính. Trang tính này nó là một cái dạng Excel. Và chúng ta chọn cái mục là dấu cộng này để add một cái trang mới. Đây, đó là một cái bảng tính Excel nha các bạn. Nó được thực hiện trên đám mây của Google, thực hiện online. Thì hôm nay mình làm một cái đoạn ngắn giới thiệu cách tạo cái form để thu thập một số thông tin mà chúng ta cần khi khách hàng hoặc là những cái đối tượng chúng ta cần thu thập thông tin điền vào cái biểu mẫu form của chúng ta và gửi đi, thì cái dữ liệu sẽ được mà lưu lại trên cái sheet Excel, cái file Excel này. Thì ở đây bản tính chưa có tiêu đề thì chúng ta hãy đặt thêm cái tiêu đề cho bản tính. Mình ví dụ đặt là ví dụ thu thập thông tin, vậy chẳng hạn. Đối với cái sheet của Google Online này á, thì nó sẽ tự động lưu vào Google Drive của các bạn nha. Lưu Google Drive của các bạn, bạn không cần phải thực hiện cái lệnh share. Rồi như vậy chúng ta đã tạo được cái file Excel tên là ví dụ thu thập thông tin. Ở đây để tạo một cái form biểu mẫu để cho người sử dụng điền vào, thì chúng ta vào cái mục chèn, bạn kéo xuống bên dưới, bạn thấy chữ biểu mẫu đối với tiếng Việt và tiếng Anh là chữ form nha các bạn. Mình chọn vào. Ở đây là cái trình soạn thảo form của chúng ta. Đây là tiêu đề của chúng ta. Đây, cái tiêu đề của cái form. Bạn có thể sửa lại tiếng Việt. Mình ví dụ mình sửa lại là mời các bạn điền thông tin gì đó. Ở dưới này cái mô tả của cái form của chúng ta là thông tin sẽ được bảo mật. Rồi, tiêu đề form. Ở dưới đây là bắt đầu mình sẽ chọn câu hỏi hoặc là những cái câu gì mà mình cần cho đối tượng khách hàng hoặc là đối tượng sử dụng điền vào, thì mình add nó vào thêm câu hỏi. Thì ở đây mình ví dụ mình cần là họ và tên. Đó. Khi các bạn điền như vậy thì ở bên đây nó có cái thuộc tính nha các bạn. Cái thuộc tính trả lời ngắn gọn nè. Thuộc tính đoạn thì nó dài hơn là trả lời ngắn nha, viết được nhiều ký tự hơn. Họ và tên thì ngắn thôi, mình sẽ chọn là trả lời ngắn. Đó. Ở dưới này bạn có thấy là chỗ bắt buộc, thì mình tích lên chỗ bắt buộc. Bắt buộc này có nghĩa là bắt buộc cái trường này nó phải điền để được gửi đi, nếu không điền cái trường này sẽ báo lỗi. Xong mình sẽ add thêm một cái trường khác nè. Ở đây là ví dụ như ngày sinh thì nó tự động nó sẽ bật qua cái thể loại là dạng ngày nha các bạn.
Đó, dạng ngày nè, thì mình chọn ngày. Đó, ở đây mình cũng bắt buộc luôn. Rồi, thêm là nam hoặc nữ. Nam, nữ. Ở đây mình có thể là chọn cái trắc nghiệm nè. Đó. Thì chọn một, nam. Nha. Thêm thì chọn nè, nữ. Đó. Và ở đây mình bắt buộc luôn. Các trường bắt buộc thì các bạn nên nhớ đó là các trường phải điền, không điền là không gửi đi được nha. Rồi mình coi còn cái gì ở trong này nữa không. Đây có menu thả xuống nữa nè các bạn, nếu mà có cần những cái thể loại dữ liệu như thế thì các bạn cứ đem cái menu thả xuống này. Đó, rồi ngoài ra là còn cái tệp tải lên nữa nè. Tệp tải lên thì đối với những người đăng nhập á thì mới có thể sử dụng cái tệp này được. Thì các bạn đọc cái Google nó nói với chúng ta nè. Các tệp sẽ được tải lên Google Drive của chủ sở hữu biểu mẫu. Có nghĩa là khi khách hàng tải lên cái gì đó thì cái dữ liệu đó sẽ được lưu trên cái Google của chúng ta. Đó, Google Drive của chúng ta. Người trả lời phải đăng nhập vào Google khi câu hỏi tải lên thêm vào tệp biểu mẫu. Có nghĩa là bắt buộc cái người sử dụng phải đăng nhập vào Google thì mới có thể tải lên. Còn nếu người bình thường không có tài khoản Google thì sẽ không tải được nha các bạn. Ở đây mình ví dụ thì mình sẽ làm luôn tiếp tục một cái cho các bạn biết. Tải ảnh ví dụ gì. Đó. Ở dưới đây nè, chỉ cho phép các loại tệp cụ thể nên bật lên thì nó sẽ có cái loại tệp cụ thể nè. Ví dụ hình ảnh thì mình chắc vô hình ảnh thôi. Số lượng tệp tối đa thì một tệp. Kích thước tối đa là 1 MB. Ví dụ mình gì, mà đây không bắt buộc thì mình không bỏ dấu check vào đây. Ok. Và cái form của mình làm đơn giản chỉ gồm những cái dòng như thế này. Đó. Là xong cái form. Rồi khi bạn cần để cho gửi đến khách hàng để thu thập thông tin của khách hàng thì các bạn vào cái mục gửi. Và ở đây nó có gửi qua mail nè. Gửi qua mail thì các bạn điền mail, điền tiêu đề mail, nội dung mail, đính kèm biểu mẫu trong mail. Rồi. Còn ngoài ra bạn cũng có thể là nhúng nè. Nhúng vào website của chúng ta. Đó. Cái này nó báo là không thể nhúng biểu mẫu này do biểu mẫu sử dụng câu hỏi trong tải tải lên tệp. Đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái liên kết này để gửi cho khách hàng của chúng ta. Đó. Bạn sao chép cái link này để bạn gửi đến cho những người mà bạn cần thu thập thông tin. Ở đây mình sẽ vào thử nha. Mình vào cái cửa sổ khách nè. Và mình truy cập vào cái form này thử. Và mình sẽ điền thử. Nó đòi đã bạn đăng nhập vì sao? Vì bạn trong cái biểu mẫu của bạn có cái tệp là tải hình ảnh lên cho nên là nó đòi hỏi bạn phải đăng nhập. Đó. Bạn phải đăng nhập thì nó mới cho. Ở đây mình không đăng nhập. Cho nên mình bỏ cái này đi. Bỏ cái folder tải tệp lên này bằng cách nào? Bạn muốn bỏ cái trường nào thì bạn xóa thôi. Ok. Thì bạn xóa cái trường đó rồi thì bạn có thể nhúng nè. Đó. Bạn có thể nhúng vào website của bạn những cái dạng câu hỏi đó. Hoặc là nhúng vào những cái blog gì đó, những câu hỏi này. Thì có thể là người khách hàng của chúng ta sẽ điền thông tin trực tiếp. Ở đây mình chọn liên kết. Đó, lúc còn lại sao chép. Và mình sẽ mở cửa sổ khách lên mình điền lại. Đó. Khi các bạn không có sử dụng tệp tải lên thì
những người thông thường không cần đăng nhập vào tài khoản Google vẫn có thể điền thông tin được. Như các bạn thấy, mình sử dụng cái cửa sổ khách và mình không cần đăng nhập vào Google thì mình vẫn load được cái biểu mẫu này và mình điền. Bây giờ mình ví dụ mình gọi cái tên mình ha, giáo án chấm liền. Đây là một cái website của mình á, website cung cấp tài liệu miễn phí về ngành giáo dục và kiến thức máy tính các bạn. Rồi, khi bạn bỏ qua cái trường này, bạn là nam, đó, bạn gửi, thì nó báo lỗi liền. Nó báo lỗi là bạn chưa chọn ngày tháng năm sinh của bạn, cho nên bắt buộc bạn phải chọn. Tại vì hồi nãy trong cái trường của chúng ta là cái ngày tháng năm sinh này chúng ta bật lên là ở cái bắt buộc, cho nên bạn bắt buộc phải nhập. Mình nhập nè, ngày 10. Rồi, ví dụ như vậy. Xong mình sẽ gửi nha. Gửi. Như vậy nó thông báo cho chúng ta là câu trả lời của bạn đã được gửi đi. Còn nếu bạn muốn gửi một phản hồi khác nữa thì bạn click vào đây và tiếp tục gửi. Thì như vậy là thông tin của chúng ta gửi đi nó sẽ được lưu ở đâu? Nó sẽ được lưu lại trên cái file Excel của chúng ta, file biểu mẫu ban đầu của chúng ta. Bạn load lại cái file này nha. Nó sẽ load cái dữ liệu của chúng ta lên đây. Chúng ta chưa thấy dữ liệu của nó load lên thì chúng ta sẽ trở về cái trang chủ của nó và nè, cái file ví dụ thu thập thông tin nè. Chúng ta mở lại xem. Thông thường thì nó load rất là nhanh. Đây. Cái cột đầu tiên là dấu thời gian, đây là một cái mặc định của cái form sinh ra. Đó là nó sẽ hiển thị ngày tháng năm và giờ là chúng ta nhập liệu. Đây, trường họ và tên nè. Ngày tháng năm sinh nè. Nam nè. Tài ảnh thì chúng ta không có xài. Ở trong này nếu mà cái nào bạn không xài bạn có thể xóa bỏ cũng được luôn. Mình xóa cột nè. Điều này không có câu hỏi này mình không có, mình xóa luôn nè. Cột này không thể xóa. Rồi bây giờ mình ví dụ mình nhập thêm một cái biểu mẫu nữa nè ha. Đó. Nữ. Ok, mình gửi. Thì các bạn thấy đấy không? Để ý là từ đây nó sẽ load lên luôn. Load lên cho chúng ta có luôn nè. Đó. Rất là tiện lợi phải không các bạn? Rồi mình sẽ nhúng cái form nó vào cái website thử ha. Mình nhúng cái form này vào website thử. Mình sẽ đăng nhập vào website của mình. Ở đây mình sẽ tạo một cái bài viết. Viết bài mới. Nên mình đặt cái tiêu đề là thu thông tin. Ok. Rồi mình sẽ tạo một cái HTML. Rồi ở bên đây mình sẽ lấy cái embed của nó bằng cách gửi nè. Bạn vào cái mục hai cái dấu mũi nhọn đâu với nhau là embed á, nhúng vào chiều cao, chiều rộng, chiều cao. Mình để mặc định hoặc là mình có thể sửa lại vẫn được các bạn nhé. Sao chép. Rồi, tao dán vào. Ok. Bây giờ mình xuất bản luôn. Rồi, mình truy cập vào cái trang web của mình nha. Đây. Đây là cái bài mới thì mình gửi.
Đây, các bạn thấy không? Thì nó điền nguyên một cái form như thế này trên website của chúng ta thì rất là đẹp, gọn, dễ sử dụng nữa, rất là tiện lợi luôn. Mà nó tự động điều chỉnh trên form luôn nè. Reform Shield luôn nè. Rồi chúng ta điền lại thử nha, Nguyễn Văn A. À, ngày sinh 11/12/2005. Nam. Gửi. Đó. Như vậy ở bên đây nó sẽ nhận ngay tức khắc là cái form 0A Nguyễn Văn A đây các bạn. Đó. Thì vừa rồi mình đã nói thêm cho các bạn biết luôn. Khi các bạn muốn sửa cái biểu mẫu của các bạn á thì các bạn vào Google. Ví dụ vào Google nha. Vào Google các bạn vào Drive của các bạn. Drive Google Drive nè. Cái trang tính hồi nãy của chúng ta nó sẽ được lưu trên Google Drive nha các bạn. Đây. Chúng ta mở cái trang tính của chúng ta lên. Và các bạn sửa lại biểu mẫu. Thì các bạn vào trong chỗ biểu mẫu. Trong mẫu. Để nó load xong lên nha. Nó có chữ mẫu nè, thấy không? Mẫu. Chỉnh sửa mẫu. Đó. Thì ở đây thì các bạn có thể là thêm hoặc xóa cái mẫu của chúng ta. Bất cứ cái gì. Mình xóa cái này. Đó. Rất là dễ đúng không? Mình thêm cái nữa là, ví dụ mình thêm nữa là địa chỉ. Địa chỉ email. Đó. Thì bây giờ mình reset lại cái trang này. Cho các bạn thấy này, nó tự động cập nhật hết. Đây, cuối cùng là có địa chỉ email luôn đây. Nè, tự động cập nhật nha. Đó. Như vậy, trên đây mình đã giới thiệu cho các bạn cách tạo một cái file Excel trên dịch vụ của Google gọi là Google Sheet và cách tạo cái form gọi là cái biểu mẫu để chúng ta khảo sát, thu thập thông tin của khách hàng hoặc mà một cái đối tượng gì đó. Và cái dữ liệu của chúng ta sẽ được lưu về cái sheet Excel này. Cái sheet Excel này nó được lưu ở trên Google Drive của các bạn, trên tài khoản Google của các bạn nha. Và các bạn có thể tải cái file này về máy của chúng ta. Đó là một cái file Excel mà chúng ta có thể chỉnh sửa dữ liệu như là một cái file Excel bình thường. Đây, tải xuống nè. Đó, tải xuống thì bạn tải dạng Excel nè. Mở vô. Rồi, đây nha các bạn. Thì khi các bạn tải cái file đó xuống thì đó là một cái file Excel. Và chúng ta có thể chỉnh sửa cái file Excel này như một cái thông thường rất là dễ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.